Bạn bị dị ứng, mẩn ngứa, đã có tiêu độc PV. Bạn bị mụn nhọt, rôm sẩy, nổi máy đay, đã có tiêu độc PV. Tiêu độc PV điều trị dị ứng, mẩn ngứa, nổi máy đay, mụn nhọt, rôm sẩy, chống viêm, tăng cường giải độc cho gan. Không dùng tiêu độc PV cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tiêu độc PV, thanh nhiệt, giải độc.